Nhìn nha, tính gốc hợp bở giữa SC, thấy chưa? Cái chốt lẹ lên SAB, thấy chưa? S chiếu xuống SAB là chữ gì? S. C chiếu xuống SAB là chữ gì? Chữ B. Nhưng mà mình đã chứng minh BC vuông với SAB chưa? Chưa. Bây giờ chứng minh nè. Thấy SAB chưa? Thấy BC chưa? Bắt đầu. BC vuông với SA. SA một ý. Lý do SA vuông với mặt đấy. Tiếp ý thứ hai, BC cứ nhìn vô SAB có mấy đường thôi à, có ba đường thôi đó. SB có ba đường thôi, bạn đã chứng minh một đường vuông rồi, giờ khi một đường nữa thôi bạn không thấy à? Đúng rồi, cứ nhìn nha, cái đường này không được thì tới cái đường này. BC vuông với BC vuông với A, AB. Tiếp ý thứ ba, AB AC với AS cắt nhau tại tại A. Tiếp ý thứ bốn, AB với SA nằm trong một khoảng RB. Chưa. Hoặc là nằm chưa. Trong. Ngu quá thì ghi được chưa. Hoặc là nằm trong. Được chưa? Suy ra BC vuông với SAB. Hiểu. Sau đó quay lại S chiếu xuống SAB là chữ SC chiếu xuống SAB chiếu là vuông góc đó. Vuông góc đó là chữ B. Vậy suy ra S B chính là hình chiếu của S C. Vậy suy ra S góc hợp bởi S C với S A B là góc hợp bởi C S B. Tam giác này vuông tại đâu? Vuông tại B. Cạnh này là cạnh gì? Đối. Cạnh này cạnh gì? Kề. Cạnh này có chưa? Lý do A. Lý do A B C là vuông. Tiếp. Cạnh này có chưa? Chưa. Ai cho là mày rồi? Cái gì cũng rồi hết. Muốn tính đoạn này xét tam giác SAB vuông tại cạnh này có chưa? Cạnh này có chưa? Tính cạnh này dùng. Được chưa?